hai em. Mà hai em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Hà Yến, năm nay em 27 tuổi và em làm là nhân viên văn phòng. À, còn em? Dạ, em tên là Võ Duy Minh, năm nay em 30 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Hai em gặp nhau trong trường hợp nào? Chat nhau qua mạng hả? Em là dân IT, làm bên máy tính suốt à, có thời gian ra ngồi. Và lên mạng xã hội rồi chat chít với mấy cô gái rồi vậy. Ồ, chat chít bao lâu thì mới gặp nhau ngoài đời? Tùng à. Tưng á, Tưng á. Em người miền Trung. Dạ, người Quảng Nam. Quảng Nam. Rồi, Tưng là gặp. Một Tưng gặp nhau ngoài đời, đúng chưa? Dạ. Vậy thì ấn tượng của từng bạn ra sao về đối phương của mình? Dạ, một Tưng gặp nhau mà cho em leo cây hai lần rồi anh. Sao vậy? Lần đầu tiên hẹn xong, cái mình ở nhà chuẩn bị xong xuôi, cái nhắn tin là anh bận không xuống được. Dạ, rồi lần thứ hai cũng vậy luôn. Cái em mới nói nhắn tin, em nói lần thứ ba quá tam ba lần khỏi gặp nhau luôn đi nha. Thì cái lần thứ ba mới chịu đi gặp đó. Hai lần trước chắc đó phải ở nhà sửa máy tính. Dạ không có, tại cũng đâu có muốn quen, gặp cho vui thôi mà. Ủa, nhưng mà khi gặp rồi thì như thế nào? Dạ, đầu tiên gặp cô này thấy đang dừng xe ở đầu hẻm, cô này chạy tang tang ra thách bịch quà. Cái quái, mới gặp nhau mà tặng quà chi. Xong mở ra coi đúng rồi, hai chai đồ gạo X-Men. Xong cái, ồ, thấy cô bé này cũng vẻ quan tâm mình đây. Thấy cô bé, được, được. Yến, anh hỏi nè. Tại sao lần đầu tiên gặp á mà không tặng cái khác? Không, tặng dầu thơm hay là dầu ăn? Nói chung là biết tặng... sao không? Em quen người trước mà mua quà được đó tặng. Mà nói chung là hai người xích mích cái không tặng. Cái để lâu quá, 5-6 tháng rồi. Sợ nó hết đá, thôi tặng không cho rồi. Trời ơi. Mà gặp đúng biết sao, gặp đúng gần ngày sinh nhật ông này nữa. Gần ngày sinh nhật nữa, cái biết gần ngày sinh nhật cái thôi tặng luôn cho rồi, sẵn dịp chứ ai không tưởng tặng quà kỳ á, mà tặng phải có lý do chứ. Trời ơi, cũng may là cái dầu nó còn đá chứ không là gọi cái đầu chắc giống như tôi nữa. Vậy thì hai bạn quen bao lâu thì mới cưới nhau? 10 tháng là em cưới. Nói chung hai vợ chồng em á là quen nhau tới cưới nhau là không có cầu hôn, không có cà phê lãng mạn gì hết á. Em nhà bạn này ở Long Khánh á, thấy học hành cũng ổn, công việc cũng ổn vậy. Rồi cái có câu chuyện là bạn này vẫn thất nghiệp thời gian 4-5 tháng á, mà hỏi thất nghiệp rồi tiền đâu tiêu, cái không em đi được 4-5 chỉ vàng luôn. Đi được 4-5 chỉ vàng. Dạ. Xong cái anh kêu quái, không có việc làm mà tiết kiệm được vậy, giỏi quá. Anh kêu thôi, cái này đúng mẫu người mình gặp rồi, chắc tới luôn đó. Tới hôn nhân luôn.